Các em, hôm nay thầy và các em cùng nhau tìm hiểu một chương mới của phần đại số lớp 7. Đó là chương 4, nói về biểu thức đại số. Trong chương này, nó gồm có những phần như sau. Phần 1, khái niệm về biểu thức đại số, hay là giá trị của một biểu thức đại số. Thứ ba là đơn thức, tức là đa thức. Năm là các phép toán cộng trừ đa thức. Thứ sáu là nghiệm của đa thức. Bây giờ thầy và các em cùng nhau tìm hiểu từng phần của chương 4. Chúng ta vào bài số 1, biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số. Đây là hai bài trong sách giáo khoa, nhưng do giảm tải chương trình, hai bài này sẽ gộp thành một bài. Bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu phần số 1 lớn, khái niệm về biểu thức đại số. Trước khi mình tìm hiểu về biểu thức đại số, mình sẽ nhắc lại một chút xíu về biểu thức. Hồi lớp 6 mình học biểu thức rồi. Các số được nối với nhau bởi dấu các phép toán cộng trừ nâng chia nâng lên lũy thừa thì nó làm thành một biểu thức. Ví dụ như sau, ví dụ thì có những phép toán như sau các em. 4 cộng 3 trừ 2 mũ 2, 2 nhân 3 cộng 5 vân vân. Thì đây chính là những biểu thức mình đã học ở lớp 6 rồi. Những cái này hồi lớp 6 mình được gọi là biểu thức. Và người ta còn có tên gọi khác chỗ này là đây là những biểu thức số. Rồi vậy thế nào là biểu thức đại số? Mình qua bằng số 2 nhỏ. Khái niệm về biểu thức đại số. Biểu thức đại số là biểu thức. Đầu tiên nó phải là biểu thức cái nha. Mà trong đó ngoài các phép toán, các số thì còn cả các chữ nữa. Thì những chữ này là đại diện cho các số. Có nghĩa là trong biểu thức của mình, ngoài các số và các phép toán ra thì nó còn có các chữ nữa. Ví dụ như sau này. Hãy ở các biểu thức là 4 nhân x, 2 nhân 5 cộng a, 3 nhân x cộng y, x mũ 2, x nhân y, 150 chia t, 1 chia cho x trừ 0,5, vân vân. Đây là những biểu thức đại số. Đây là những biểu thức mà các em nhìn xem nè. Trong biểu thức này nó có một cái chữ này, 4 nhân x. Thì cái chữ này nó đại diện cho một cái số nào đó mà mình chưa biết. Thì những biểu thức mà nó gồm có số và chữ như thế này thì người ta gọi nó là biểu thức đại số. Rồi. Thì để cho gọn, người ta viết như sau các em. Người ta viết x với y liền với nhau thay cho x nhân y. Có nghĩa là mình có thể bỏ dấu nhân ở giữa hai chữ. Hay mình có thể viết 4x liền với nhau thay cho là 4 nhân x. Mình cũng có thể bỏ dấu nhân giữa số và chữ. Hay mình có thể viết x thay cho là 1 nhân x. Sau này các em thấy chữ x đứng một mình có thể là 1 nhân x nha các em. Hoặc mình hay viết là trừ x y thay cho là trừ 1 nhân x nhân y. Đây là những cách để viết gọn, lại trong biểu thức đại số nha các em. Rồi mình đóng khung lại cho đẹp. Nhưng mà các em không được bỏ dấu nhân ở giữa số và số nha. Chỉ có thể bỏ dấu nhân giữa chữ và chữ, giữa số với chữ, nhưng mà không bỏ dấu nhân giữa số và số nha. Rồi mình tìm hiểu ví dụ số 1. Mình hãy viết biểu đại số biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2 cm. Thì tạm vẽ một cái hình như sau các em. Đây. Giả sử có chiều rộng là a cm, chữ biểu bao nhiêu nha. Chiều dài hơn chiều rộng là 2 cm. Vậy có phải là a đoạn này thêm 2 vô nữa rồi giờ ra. Thì cho biết cái đoạn chiều dài là bao nhiêu nè. À, có phải là a cộng 2 cm không? Vậy diện tích của hình chữ nhật là tính như thế nào các em? À, diện tích hình chữ nhật là phải lấy là dài nhân rộng đúng không? A cộng 2 nhân cho a
thì đem chữ A này phía trước cũng được, là A nhân A cộng 2. Thì đây là biểu thức biểu thị cho diện tích hình chữ nhật có chiều dài hai chiều rộng 2 cm. Rồi mình qua ví dụ số 2 coi. Các em biết viết biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h sau ít giờ. Các em biết công thức tính quãng đường là gì các em? À, bằng vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc mình là 30 km/h, đi được sau ít giờ, thời gian là ít. Vậy biểu thức đại số biểu quãng đường là 30 nhân x. Được hả các em? Thì trong biểu thức đại số, các chữ đại diện cho những số tùy ý nào đó. Người ta gọi những chữ như vậy là biến số, hay gọi tắt là biến. Các em nhìn lại biểu thức đại số trên đây, 30 nhân x. Thì chữ x này nó đại diện cho một cái số nào đó. Ví dụ trong trường hợp này nó đại diện cho một số thời gian đó. Nếu mình nói là người này đi được quãng đường với tốc 30 km/h sau 2 giờ thì số này là số 2. À. Ví dụ số 3 5 giờ này ý định số 5. À. Nhưng mà sau ít giờ là bao nhiêu giờ mình chưa biết. Thì chữ ít này nó đại diện cho một số đó. Thì người ta gọi chữ ít này gọi là biến số hay gọi tắt là biến. Và chú ý nha. Khi thực hiện tính toán trên chữ, ta có thể áp dụng các tính chất và quy tắc như trên các số. Có nghĩa là trong biểu thức đại số, mình thực hiện tính toán cũng giống như trên cái biểu thức bình thường mình học vậy. Chẳng hạn như sau. X cộng y thì bằng cũng bằng y cộng x. Hay là x nhân y bằng y nhân x. Hay là tính chất giao hoán trong phép cộng phép nhân của bên số. Bên biểu thức số không? Hay là x nhân x nhân x thì cũng bằng là x mũ 3. Giống như mình có là 2 nhân 2 nhân 2 thì cũng bằng 2 mũ 3. Tương tự mình có tính chất kết hợp bên phép cộng phép nhân. Rồi. Đây là tính chất phân phối phép nhân phép cộng, đây là quy tắc bổ sung ngoặc ha. Thì nó thì những cái tính chất và quy tắc mình áp dụng trên số thì vẫn có thể áp dụng được trên các chữ nha các em. Thì các biểu thức đại số mà chưa biến ở mẫu chẳng hạn như hai ví dụ nãy thì cho đây thì những biểu thức này như dạng này mình không tìm hiểu ở chương này nha các em. Ừ. Mình chỉ tìm hiểu những biểu thức đại số mà chưa biến trên tử thôi. Rồi mình đóng khung phần này lại, nhớ ghi bài nha các em. Rồi mình qua phần số 2 lớn, giá trị của một biểu thức đại số. Một nhỏ giá trị của một biểu thức đại số. Mình tìm hiểu ví dụ số 1 em, thầy cho các em biểu thức như sau. 2m cộng n. Đây gọi là 2 nhân m nha các em, cộng n. Hồi nãy mình có quy ước với nhau rồi ha các em. Ừ. Hãy thay m bằng 9 và n bằng 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính. À, việc của làm của mình rất đơn giản các em, thay số chữ m bằng số 9 vô. Và n bằng 0,5. Và mình tính ra kết quả bằng bao nhiêu. Rồi. Kiếm nhìn bài giải nha. Rồi bây giờ thì ghi lại câu thay m bằng 9 và n bằng 0,5 vào biểu thức đã cho ta được. Rồi. Là 2 nhân cho 9 cộng cho n là 0,5 bằng 18 cộng 0,5 bằng 18,5. À, việc tính toán này giống như tính toán về biểu thức số y chang mình học ở lớp 6 nha các em. Thì cái số 18,5 lúc này người ta gọi là giá trị của biểu thức 2m cộng n tại m bằng 9 và n bằng 0,5. Vậy muốn tính giá trị của một biểu thức đại số ta làm như thế nào? Để cho rõ ràng hơn mình sẽ tìm hiểu thêm một ví dụ nữa, ví dụ số 2. Tính giá trị của biểu thức 3x bình trừ 5x cộng 1 tại x bằng trừ 1 và tại x bằng 1 bằng 2. Cái biểu thức này khác biểu thức bài trước là biểu thức này chỉ có một biến x thôi. À. Nhưng mà người ta kêu tính tại x bằng trừ 1 và tại x bằng 1 bằng 2. Vậy nghĩa là mình phải tính hai lần giá trị biểu thức này. Lần đầu tiên là tại x bằng trừ 1.
Thì cũng làm như hồi nãy mình thay x bằng trừ 1 vào bí ức đã cho ta được 3 nhân cho âm 1 mũ 2. Các em nhớ nè, mình thay âm 1 vào x, đây là x mũ 2, thì âm 1 các em phải đóng ngoặc lại mũ 2. Còn cái nếu các em thiếu dấu ngoặc này thì nó các em bị sai nha, là chỉ có số 1 mũ 2 thôi. Còn các em đóng ngoặc này là âm 1 tất cả mũ 2. Trừ cho 5 nhân âm 1, đây cũng như vậy các em. Cộng cho 1 thì mình tính ra được là 3 cộng 5 cộng 1 bằng 9. Kết luận các em, vậy giá trị của bi ức 3x bình trừ cho 5x cộng 1 tại x bằng trừ 1 là 9. Rồi, tiếp tục mình làm ý thứ hai, tại x bằng 1 phần 2 thì mình cũng tiếp tục thay x bằng 1 phần 2 vào biểu thức đã cho ta được 3 nhân 1 phần 2, các em đóng ngoặc là mũ 2 nha các em. Các em không có cái ngoặc này thì chỉ có 1 mũ 2 là mình bị sai. Trừ cho 5 nhân 1 phần 2 cộng 1, mình tính ra kết quả được 3, âm 3 phần 4. Về giá trị của biểu thức 3x bình trừ 5x cộng 1 tại x bằng 1 phần 2 là âm 3 phần 4. Các em nhìn lại ví dụ 2 này, mình xem các bước mình tính giá trị của bước tại giá trị của biến là như thế nào nha. Đầu tiên sao các em, thay giá trị của biến vào biểu thức, sau đó mình tính toán ra được một cái số và mình kết luận cái số đó chính là giá trị của biểu thức đó tại giá trị của biến đó, được không các em? Rồi tóm tắt lại như sau: để tính giá trị của một biểu đại số tại những giá trị cho trước của các biến thì ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện cái phép tính. Các em có các bước làm như sau: bước 1, ta thay các giá trị của biến vào biểu thức; bước 2, thực hiện phép tính; bước 3 là trả lời hay là kết luận. Rồi rút lại, rút lại mình có các bước làm như sau, được hả các em? Rồi hãy chuyển các bước qua bên đây. Bây giờ mình sẽ vào bằng số 2 nhỏ áp dụng. Các em nhìn các bước bên phía trái và các em áp dụng, các em làm bài này tương tự ví dụ số 2 lúc nãy. Các em làm bài tập xong rồi các em coi lại bài giảng của thầy coi các em có làm đúng hay sai nha. Giải thay x bằng 1 vào biểu đã cho ta được, thay vào, sau đó mình kết luận vậy giá trị biểu b mũ 2 trừ 9x tại x bằng 1 là âm 6. Vậy mình đã thực hiện được một ý của đề bài là tính giá trị biểu đã cho tại x bằng 1. Bây giờ còn tại x bằng mấy nữa các em? À, bằng 1 phần 3. Tiếp tục mình thay x bằng 1 phần 3 vào biểu đã cho ta được 3 nhân 1 phần 3 tất cả bình trừ 9 nhân 1 phần 3 bằng 3 nhân 1 phần 9 trừ 3 và bằng là âm 8 phần 3. Kết luận vậy giá trị của này tại x bằng 1 phần 3 là âm 8 phần 3. Rồi vậy các em đã nắm được cách tính giá trị của một biểu tại một giá trị của biến là như thế nào rồi, đúng không? Rồi bạn nào không biết thì có thể coi lại video này một lần nữa nha. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn về nhà. Cái về nhà các em phải hiểu được thế nào là biểu đại số, học kỹ cách tính giá trị của một biểu đại số và xem kỹ cách trình bày lời giải bài toán. Rồi hẹn gặp lại các em vào những video tiếp theo. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em.